các cái hộ trang trại như chúng tôi quy mô như thế này bây giờ đếm trên đầu ngón tay được một vài ba hộ. Đấy. Còn các cái hộ mà chăn nuôi nhỏ lẻ thì bây giờ gần như là không đủ điều kiện để sản xuất và chăn nuôi và tái đàn tiếp theo. Mặc dù biết là bây giờ giá cao mà không tái đàn được, thì chỉ có các cái hộ chăn nuôi theo cái quy mô lớn, chăn nuôi theo cái chuỗi, tập trung theo cái mô hình khép kín thì mới có cơ hội để phát triển. Chứ còn những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ như bây giờ thì nói như vậy các anh là một là không có vốn, hai là dịch bệnh rình rập lúc nào cũng đe dọa họ, dẫn đến cái việc là bây giờ họ mặn mà tái đàn là họ cũng không dám. Chỉ còn hơn 5 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Khoảng thời gian này đúng bằng nuôi một lứa heo hơn 5 tháng là vừa để xuất chuồng bán vào dịp cuối năm giáp Tết Nguyên đán. Vâng, báo cáo với này các anh thì trong cái thời điểm mà dịch bệnh nó còn đang phát triển. Hai nữa là về thời tiết, như hiện nay thì thời tiết nó khắc nghiệt. Thế cái việc mà tái đàn ấy thì hiện nay như bà con chăn nuôi chúng tôi cũng vẫn còn đang dè dặt nó mấy cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là do nguồn vốn không đủ để đáp ứng để sản xuất được với cái quy mô chuồng trại. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái nhu cầu về con giống. Hiện nay tìm kiếm được cái con giống mà nó có uy tín thì rất là khó khăn. Những con heo này vừa được mua về để tái đàn nhằm bán vào dịp cuối năm nay. Trung bình một con heo ba máu biểu cân 7kg có giá 2 triệu đồng một con. Khi đến bây giờ đấy thì như vậy là bây giờ sản phẩm nếu như mà sản phẩm của chúng tôi mà có ra được thì cái giá thành nó cũng rất là cao rồi. Đấy, một là con giống cao, hai là giá cám nguyên liệu đầu vào là nó rất cao. Đến khi mà sản phẩm của chúng tôi bán ra ấy, thì cái thị trường đến lúc ấy thì liệu nó có được như bây giờ đâu. Nên là cái việc đó là chúng tôi cũng rất là dè dặt vào tái đàn, là chúng tôi cũng rất là thận trọng trong cái việc đó. Năm nay là năm rất hiếm hoi khi mà tháng 7 âm lịch, tháng Vu Lan có nhiều người ăn chay, nhưng giá heo hơi vẫn duy trì ở mức cao từ 63 đến 67.000 đồng 1kg. Nếu từ nay đến cuối năm, giá heo hơi tiếp tục duy trì mặt bằng từ 60 đến 65.000 đồng 1kg thì năm 2024 sẽ trở thành năm mà người nuôi heo nước ta có bội thu và thắng lớn nhất trong vòng 7 năm qua. Tính từ năm 2017 đến nay, nhiều người dân cho biết trước đó vào năm 2020, mặc dù có nhiều tháng giá heo hơi đạt tới hơn 90.000 đồng 1kg, tuy nhiên năm đó tính ra không thu được lãi nhiều vì dịch tả lợn châu Phi càn quét sạch. Số hộ gia đình có heo để bán rất ít. Năm 2024, giá heo tăng cao và duy trì ổn định trong thời gian dài. Tính ra trung bình cứ nuôi một con heo trong hơn 5 tháng, người nuôi thu được lãi ròng hơn 1 triệu đồng một con. Vâng, nếu như mà ai mà chú trọng những năm vừa qua mà chăn nuôi thì coi như là năm đúng là tháng lớn. Tức là so với năm ngoái hay năm khác nữa thì năm vừa rồi là ổn định nhất. Và đầu lợn giá cám hạ. Nói chung trong năm vừa qua, tức là so với 10 năm qua, tức là năm là giá lợn là ổn định nhất và thắng nhất. Nếu như mọi người đều chăn nuôi mà tốt mà phòng dịch bệnh không có thì mỗi con nó cũng được tầm cỡ khoảng cứ 1 triệu. Như tôi mà làm nghề thì tôi nghĩ là Tết năm nay lợn sẽ lên. Không như các anh như thế nào, chứ còn như tôi nghĩ là Tết năm nay lợn sẽ lên vì bây giờ là mức độ giao lưu là nó cũng nhiều. Nó nhiều là khi bắt đầu các nhà hàng nó làm, cho nên mà cái lượng lợn thì ở dân là vừa rồi là coi như hết rồi. Giờ chỉ còn trang trại lớn thôi, chứ còn ở dân vừa rồi là bị dịch tả châu Phi chết hết. Từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 còn hơn 5 tháng nữa. Lúc này tái đàn nuôi heo để bán vào dịp cuối năm là rất phù hợp. Ngay lúc này, rất nhiều hộ chăn nuôi có kinh nghiệm đã đưa ra dự báo rằng gần như chắc chắn là từ nay đến cuối năm, giá heo hơi sẽ chỉ có tăng lên chứ không giảm xuống. Trong đó giá heo hơi sẽ lập đỉnh vào tháng 12 âm lịch. Cụ thể theo nhiều hộ chăn nuôi khẳng định, giá heo hơi vào tháng 12 âm lịch năm nay sẽ đạt được khoảng 75.000 đồng 1kg. Cơ sở để bà con đưa ra dự báo này là căn cứ vào tình hình tái đàn nuôi mới hiện nay rất chậm chạp và dè dặt. Nguyên nhân vì giá con giống hiện nay đang ở mức cao và dịch tả lợn châu Phi đang lây lan rất mạnh. Kế đó nhiều hộ chăn nuôi lo ngại thị trường heo hơi bấp bênh nên họ không tái đàn hoặc có tái đàn thì cũng rất cầm chừng. Và chính việc tái đàn dè dặt nên đã làm cho nguồn cung heo nuôi trong dân thiếu hụt. Thực tế này đã khiến cho giá heo hơi trong tháng 7 âm lịch năm nay tăng cao.
Điều này cho thấy nguồn cung heo trong dân rất khan hiếm. Đây có thể nói là năm hiếm hoi mà tháng 7 âm lịch, giá heo hơi vẫn duy trì ở mức cao từ 63 đến 67.000 đồng 1 kg. Theo bà con cho biết, thông thường hàng năm vào tháng 7 âm lịch có nhiều người ăn chay, nhu cầu tiêu thụ thịt thấp nhất trong năm. Tuy nhiên năm nay thì trái ngược lại, suốt 3 tháng hè và bước sang tháng 7 âm lịch, giá heo hơi vẫn duy trì mặt bằng ở mức cao từ 63 đến 67.000 đồng 1 kg. Như vậy bước sang mùa thu và các tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao, học sinh sinh viên trở lại trường, các bếp ăn mở lại. Kế đó là các cơ sở chế biến thực phẩm phục vụ rằm Trung thu và các hoạt động sự kiện lễ Tết cuối năm sẽ tăng công suất hoạt động. Khi đó chắc chắn nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng lên mức cao nhất trong năm. Như vậy giá heo hơi sẽ còn tăng cao hơn nữa. Đặt trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi hoành hành suốt nhiều tháng qua khiến cho nhiều trại heo bị xóa sổ. Nhiều hộ chăn nuôi phá đàn bán chạy dịch. Tất cả đã khiến cho nguồn cung heo trong dân cạn kiệt. Việc tái đàn hiện nay rất chậm và dè dặt. Thực tế này có thể sẽ khiến cho nguồn cung heo ở các tháng cuối năm giảm sút, qua đó đẩy giá bán heo hơi tăng cao. Rất có thể dịp cuối năm nay sẽ là cơ hội bội thu cho người nuôi heo nước ta. Thì bây giờ như vậy thì cái người chăn nuôi họ tái đàn nó rất dè dặt. Đấy, và cộng với cám và chi phí điện, nước đấy, về cái mùa này và thuốc thú y, rồi các cái điều kiện khác như khấu hao tài sản thì giá thành của con lợn nó đẩy lên cũng rất là cao. Đấy, dẫn đến cái việc đó thì như vậy thì tôi chỉ nói đánh giá theo một cái cách chủ quan của bản thân tôi thôi. Thì tôi nghĩ là đến cái Tết của năm 2000 Tết tới này thì cái giá thịt thì tôi nghĩ là nó cũng không kém phần như năm nay. Theo tính toán của người chăn nuôi thì với giá bán heo hơi dao động từ 63 đến 67.000 đồng 1 kg như hiện nay thì nuôi một con heo trong 5 tháng cho lãi ròng hơn 1 triệu đồng 1 kg. Đây là mức lợi nhuận rất hấp dẫn. Tuy nhiên đó là tính trong trường hợp may mắn không bị dịch tả lợn châu Phi tấn công. Thế còn nếu bị dịch lây lan thì coi như mất sạch cơ nghiệp. Nói chung chăn nuôi heo được thì ít mà mất thì nhiều. Theo đó mà bà con rất dè dặt tái đàn. Đấy, các cái hộ trang trại như chúng tôi quy mô như thế này bây giờ đếm trên đầu ngón tay được một vài ba hộ. Đấy. Còn các cái hộ mà chăn nuôi nhỏ lẻ thì bây giờ gần như là không đủ điều kiện đấy, để sản xuất và chăn nuôi và tái đàn tiếp theo. Mặc dù biết là bây giờ giá cao mà không tái đàn được. Nhưng nói cái việc là tái đàn như bây giờ như chăn nuôi như các hộ như chúng tôi đây thì chỉ có các cái hộ chăn nuôi theo cái quy mô lớn. Chăn nuôi theo cái chuỗi, tập trung theo cái mô hình khép kín thì mới có cơ hội để phát triển. Chứ còn những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ như bây giờ thì nói như vậy các anh là một là không có vốn, hai là dịch bệnh rình rập, lúc nào cũng đe dọa họ. Nhưng dẫn đến cái việc là bây giờ họ mặn mà tái đàn là họ cũng không dám.